Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 11 tháng 3 năm 2020. Quay trở lại màn ảnh nhỏ quý vị, hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế phòng khách. Bộ bàn ghế này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình anh Đạt tại thị trấn Yên Lập, Phú Thọ. Và hôm nay thì anh đã ra ký duyệt phần mộc của bộ sản phẩm này rồi. Hiện tại tôi là có quay lại một video clip để gửi lại gia đình cũng như là giới thiệu đến mọi người bộ bàn ghế phòng khách này. Đây là bộ bàn ghế tần thủy hoàng thưa quý vị. Và bộ bàn ghế này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá, bao gồm 9 món. Trước mặt quý vị đây là tổng thể của bộ bàn ghế đây. Thì tôi có đi vài đường máy để cho quý vị xem và hình dung được tổng thể của bộ bàn ghế kia kê vào phòng khách thì nó sẽ như thế nào. Rất là đồ sộ và hoành tráng đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cần một phòng khách khá là rộng để có thể kê được bộ bàn ghế như vậy. Đây. Đó, đi để giới thiệu về chi tiết hơn bộ ghế thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người. Trước tiên là tôi sẽ quay về hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này có kích thước là 97 và sâu 60. Toàn bộ phần yếm là yếm liền thưa quý vị nhé. Đây, yếm ghế là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh là yếm liền. Yếm liền thì bộ ghế chúng ta sẽ rất là khỏe. Tuy nhiên thì làm yếm liền thì giá thành thì nó sẽ tăng lên một chút. Còn những cái sản phẩm yếm bọ thì giá sẽ mềm hơn thưa quý vị. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Còn về phần khuôn tranh thì anh đặt chúng tôi là khuôn tranh dày 2,5 phân, ván mặt dày 1,5 phân. Ván mặt dày 1,5 phân đây quý vị thấy được cái phần vân gỗ hương đá đây. Mặt liền, vân gỗ hương đá thì rất là đẹp. Và sản phẩm hiện tại chúng tôi là còn đang nguyên mộc, tôi có tưới thêm một chút nước vào đây để quý vị có thể hình dung được nhìn thấy rõ cái vân gỗ của nó khi chúng ta hoàn thiện lên là nó cũng sẽ nổi lên như vậy. Đó, khi chúng ta hoàn thiện lên thì là vân gỗ sẽ cũng nổi như thế này. Rất là đẹp đúng không quý vị? Đó. Chất liệu gỗ hương đá thì hiện nay được khách hàng sử dụng rất là nhiều về do là cái chất gỗ nó tốt cũng như là về cái phần vân gỗ nó thì nó nổi bật lên, nó rất là đẹp. Đây. Chiếc ghế thứ hai đây thưa quý vị. Chiếc ghế thứ hai đây. Đó thì tôi sẽ quay giới thiệu hết cho mọi người về cái phần chi tiết của bộ ghế này. Cái phần vách này thì là anh đặt chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa. Đó, còn về cái phần gỗ thì quý vị có thể thấy trên màn hình đây thì cái phần gỗ lạt thì được chúng tôi là chọn lọc rất là kỹ. Đó, cũng như là cái phần hàng ngang. Cái phần hàng ngang thì quý vị thấy được những cái phần mộng mạng đây được những người thợ nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi làm rất là sắc nét. Đó, cái phần hàng ngang này tôi mọi người có thể thấy được những cái phần mộng mạng rất là sắc nét thưa quý vị. Tiếp theo đến chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này có kích thước là 2m37 nhá quý vị nhá. Chiếc ghế dài có kích 2m37 và sâu 60. Ghế là yếm liền và yếm cong. Đây phần vách đây. Tôi lia máy từ từ để cho quý vị có thấy được cái độ sắc nét cũng như là cái phần vân gỗ và chất lượng gỗ của chúng tôi. Những sản phẩm của tôi sẽ quay mộc để cho những khách hàng, nhiều khách hàng ở xa mà không đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để xem sản phẩm được thì cũng có thể xem được từ xa về cái chất lượng hàng của chúng tôi. Quý vị có thấy được cái phần mộng mạng rất là sắc nét cũng như là cái chất lượng gỗ của quý vị nhé. Về phần ván mặt thì là ván mặt là cũng liền tấm. Đây, ván mặt liền tấm nhá, gỗ hương đá luôn, cực kỳ đẳng cấp. Cái tần thủy hoàng thì được khách hàng sử dụng rất là chuộng trong những năm gần đây bởi vì cái phong cách thiết kế mới lạ của nó. Nhìn nó có một cái gì đó rất là mỹ miều theo cái kiến trúc của Trung Quốc, Trung Hoa. Tần thủy hoàng, một vị vua thời Trung Hoa. Bộ sản phẩm này thì bao gồm 9 món. Tiếp theo tôi lại gần tôi quay chiếc bàn này cho mọi người có thể xem được chiếc bàn này. Chiếc bàn này thì
kích thước là 1m37 và mặt bàn là cũng là một tấm nhá quý vị nhá. Và anh đặt chúng tôi là đặt là đục thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên là tôi có tưới một chút nước đây nên là nó bị đọng nước và quý vị không nhìn thấy được, chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần vân gỗ thôi. Tôi có tưới nước ở đây nên là hiện tại phần nước đang đọng ở đấy. Và bàn thì bao gồm có hai ngăn kéo mà tôi vẫn chưa lắp vào, và một chiếc đôn trà thì được đục chạm là kiểu ngư quần hội, là 9 chú cá. Đó, cái dáng ghế đây, cái dáng bàn, dáng chân đây, đấy quý vị thấy được rất là đẹp. Tôi sẽ bỏ chiếc đôn này ra, bỏ chiếc đôn này ra và quay cái dáng ghế cho quý vị xem. Quý vị thấy được cái dáng ghế rất là đẹp đúng không? Nó mềm mại, nhưng mà mềm mại nó có một cái gì đó hơi hướng cổ điển, nhưng mà vẫn mang trong mình một phong cách hiện đại. Và bộ ghế Tần Thủy Hoàng kết hợp được rất nhiều thứ, cũng như là nhiều ý nghĩa, cũng như là cái nghệ thuật ở trong bộ ghế này. Tôi sẽ tưới thêm cho nó một chút nước đây để cho nó sẽ đồng màu hơn quý vị nhé. Kèm đó là hai chiếc đôn này nữa này, hai chiếc đôn ngồi này. Đó. Thì mọi người mà gia đình mình mà có một cái không gian phòng khách mà cũng có thể rộng như vậy thì là có thể tham khảo cái bộ ghế Tần Thủy Hoàng 9 món như gia đình anh Đạt ở tại thị trấn Yên Lập, Phú Thọ như vậy. Còn về thông tin chi tiết về sản phẩm này thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp đến cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website đồgỗtùng8.com. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới website đồgỗtùng8.com để mọi người có thể xem được chi tiết hơn về bộ ghế này. Và nếu mọi người đang có nhu cầu quan tâm về đồ gỗ nội thất cũng như là tìm hiểu về các loại gỗ tự nhiên thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được những tin tức hoặc là những kiến thức bổ ích về đồ gỗ cũng như là về gỗ. Rồi, xin chào mọi người nhé, và rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết cái video clip này. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2020 và đây là bộ ghế của gia đình anh Đạt tại thị trấn Yên Lập, Phú Thọ.